thảm họa liên tục trong một tháng ở Trung Quốc báo hiệu điểm dữ. Có phải nhân quả đã tới? Mới đây, tại làng Uy Tử Bình, tỉnh Thiểm Tây ở phía bắc Trung Quốc, ngày 11 tháng 8, đã bất ngờ xảy ra thảm họa lũ quét và sạt lở đất, gây thương vong nghiêm trọng. Tuy nhiên, thay vì cập nhật ngay lập tức, hai ngày sau đó, chính quyền mới thông báo tin này. Trong những đợt thảm họa từ trong lịch sử thành lập Trung Quốc mới cho tới nay, kể từ cả đợt dịch thế kỷ bùng phát tại Vũ Hán, số liệu thương vong trong thảm họa thường xuyên có sự sai lệch, khiến cho ngoại giới thường nghi ngờ về con số do chính quyền này công bố. Thiên tai kèm theo dị tượng liên tiếp xảy ra tại Trung Quốc thật khiến người ta kinh hoàng. Cư dân khắp nơi trên đất nước Trung Quốc không khỏi lo lắng và bất an trước những thiên tai thường liên tục cướp đi sinh mạng của nhiều người, đặc biệt là trong vòng một tháng gần đây. Điều càng khiến người dân Trung Quốc lo lắng hơn chính là những thảm họa này không chỉ từ thiên nhiên mà còn từ sai lầm của con người. Đây có phải là điểm báo dữ? Hãy cùng điểm qua một số sự kiện xuất hiện từ giữa tháng 7 cho đến những ngày gần đây tại Trung Quốc. 1. Siêu bão Doksuri. Siêu bão Doksuri được hình thành vào cuối tháng 7. Sau nhiều lần đổi hướng đến 90 độ trên biển, nó đã vòng qua Đài Loan và đổ bộ lên phần đất liền tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Sau đó, cơn bão đánh thẳng vào Bắc Kinh và vùng Đông Bắc Trung Quốc, gây mưa lớn hiếm thấy trong lịch sử vùng này. Từ ngày 29 tháng 7 đến mùng 1 tháng 8, Bắc Kinh hứng chịu mưa lớn trong suốt 83 giờ, lập kỷ lục lượng mưa lớn nhất được ghi chép lại bằng thiết bị trong 140 năm ở Bắc Kinh. Siêu bão Kanun được hình thành ngay tiếp sau đó, lúc sắp tiếp cận Nhật Bản đã bất ngờ chuyển hướng theo góc 90 độ giống như siêu bão Doksuri, di chuyển thẳng về phía Bắc, hướng về bán đảo Triều Tiên và vùng Đông Bắc Trung Quốc. Cơn bão đi qua không chỉ thiệt hại về người và cơ sở hạ tầng mà còn khiến người dân vô cùng lo lắng khi đa số vùng sản xuất lương thực chính đều bị ngập úng. 2. Điểm đại hung tại Tử Cấm Thành. Tử Cấm Thành luôn là niềm tự hào của người dân Trung Quốc, đặc biệt là tầng lớp lãnh đạo của quốc gia này. Từng là hoàng cung và là nơi ở xa hoa của 24 đời hoàng đế của hai triều Minh, Thanh. Hình ảnh Tử Cấm Thành đã quá quen thuộc trên phim ảnh. Vì là nơi ở của bậc thiên tử nên tất cả cơ sở hạ tầng ở Tử Cấm Thành đều được thiết kế đặc biệt. Nơi đây có hệ thống thoát nước vô cùng hoàn hảo và hơn 600 năm qua chưa từng có hiện tượng nước đọng. Thế nhưng vào cuối tháng 7 năm 2023, sau hai đợt mưa lớn tại Bắc Kinh, Tử Cấm Thành đã xuất hiện hiện tượng nước đọng. Các hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy nước đọng lại khá sâu, con sông bảo vệ thành cũng ngập nước đến mức không thể phân biệt được giữa sông và cầu. Trung Nam Hải tọa lạc sát cạnh Tử Cấm Thành, đồng thời sử dụng chung hệ thống thoát nước dưới lòng đất. Có chuyên gia phong thủy cho rằng hiện tượng ngập nước tại Tử Cấm Thành bao phủ Trung Nam Hải là điểm đại hung. 3. Trăng máu xuất hiện ở Hồ Bắc, điểm chẳng lành. Một đoạn video cho thấy vào tối ngày 1 tháng 8, một mặt trăng máu khổng lồ đã xuất hiện trên bầu trời thị trấn Thái Bình, thành phố Tào Dương, tỉnh Hồ Bắc, trông rất kỳ dị. Mặt trăng máu được coi là một điểm gở trong cả văn hóa phương Đông và phương Tây. Ở Trung Quốc cổ đại, trăng máu tượng trưng cho điều không may mắn thuận lợi, báo hiệu sẽ có thiên tai nhân họa, khiến xã hội rối ren như nạn đói, hỏa hoạn hoặc chiến tranh, án oan hay những sự bất công, bất bình lớn. Người dân Trung Quốc thường có câu huyết nguyệt kiến, yêu nghiệt hiện. Tạm dịch là khi thấy trăng máu thì yêu quái, những điều quái dị hoặc điều ác, kẻ ác xuất hiện. Trong lịch sử Trung Quốc cũng ghi chép nhiều sự kiện lớn như xung đột vũ trang, thay đổi triều đại khi mặt trăng máu xuất hiện. Ví dụ như năm 498, vào thời Tế Minh Đế của Nam Triều, mặt trăng máu xuất hiện. Tư Mã Vương khởi binh mưu phản. Năm 1644, tức vào đêm ngày 18 tháng 3 âm lịch, năm Sùng Trinh thứ 17, xuất hiện mặt trăng đỏ như máu. Quân Lý Tự Thành xâm chiếm kinh đô, hoàng đế Sùng Trinh, hoàng đế cuối cùng của nhà Minh đã treo cổ tự tử trên cây ở Môi Sơn. Vào ngày 1 tháng 8, khi mặt trăng máu xuất hiện, lũ lụt đã ập tới Bắc Kinh, Hà Bắc, Hắc Long Giang và những nơi khác ở miền Bắc Trung Quốc. Thành phố Trắc Châu và nhiều nơi khác ở tỉnh Hà Bắc bị ảnh hưởng nặng nề do Bắc Kinh xả lũ, hàng trăm nghìn người không kịp sơ tán, gây thiệt hại nặng nề về người và của. 4. Tháng 6 tuyết bay ở Hà Bắc, oán khí ngập trời. Vào ngày 5 tháng 8, một cư dân mạng ở huyện Bình Sơn, tỉnh Hà Bắc đã tung lên mạng xã hội một đoạn video cho hay có tuyết rơi vào lúc 6 giờ sáng. Nhiều cư dân mạng địa phương đã để lại bình luận với vẻ ngạc nhiên. Hôm đó là ngày 19 tháng 6 âm lịch. Trong văn hóa truyền thống Trung Hoa, tuyết tháng 6 biểu thị rằng trong thiên hạ có những oan khuất thấu trời.
Cư dân mạng cảm thán, chết nhiều như vậy, oán khí ngập trời. Thời cổ đại, tháng 6 mà có tuyết rơi thì hoàng đế sẽ hạ chiếu tự trách tội bản thân. Chuyện gì vậy? Đến ông trời cũng không dung thứ. Người Trung Quốc có câu, tháng 6 tuyết rơi, ắt có oan tình. Câu nói này liên quan đến nàng Đậu Nga, một quả phụ hiếu thuận, bị vụ oan sát hại mẹ chồng rồi bị xử tử. Trước khi chết, Đậu Nga cất lời thề, nếu cô thực sự sát hại mẹ chồng thì chết cũng chưa rửa hết tội. Còn nếu như bị oan thì sau khi cô chết, trời sẽ đổ tuyết rơi dù bây giờ là giữa mùa hè và sẽ có hạn hán 3 năm. Nào ngờ quả thực sau khi Đậu Nga bị xử tử oan, giữa mùa hè nóng nực, tháng 6 tuyết rơi và trời hạn hán 3 năm. Điều này khiến những người dân Trung Quốc vô cùng nghi ngờ. 5. Động đất xảy ra tại tỉnh Sơn Đông và một số nơi khác. Vào lúc 2 giờ 33 phút ngày 6 tháng 8, một trận động đất 5,5 độ Richter đã xảy ra tại huyện Bình Nguyên, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Đây là trận động đất lớn nhất trong gần 10 năm qua tại tỉnh Sơn Đông. Tính đến 8 giờ sáng cùng ngày, tổng cộng 59 lần dư chấn đã được ghi nhận. Nhiều khu vực ở Bắc Kinh cách đó 300 km cũng có cảm nhận động đất. Trong năm nay, Trung Quốc đã xảy ra một loạt các trận động đất lớn nhỏ. Tổng cộng có 9 trận trên 3 độ Richter trở lên xảy ra vào tuần trước và 365 trận xảy ra trong 225 ngày của năm nay. Bão cát trái mùa ở Tây Bắc Trung Quốc. Trong 2 ngày 15 và 16 tháng 8, bão cát liên tiếp xảy ra ở nhiều nơi thuộc Tam Túc, một tỉnh nằm ở phía Tây Bắc Trung Quốc. Có nơi đã nâng cấp cảnh báo bão cát từ màu xanh lam lên màu cam, thuộc cấp 3 trong 4 cấp độ, xanh lam, vàng, cam và đỏ. Cư dân mạng địa phương mô tả như sau. Tháng 8 vừa rồi, lẽ ra nên là kiểu thời tiết trời xanh mây trắng, ánh dương tươi đẹp. Nhưng thành phố Lan Châu lại có bão cát bất thường. Lúc này, bụi bay mù mịt khắp trời, cả thành phố nhuốm màu đất vàng, cát bụi bay đầy trời. Mùa này có bão cát thực sự là rất kỳ quái. Đây là lần đầu tiên rất nhiều người dân Lan Châu chứng kiến cảnh cát bụi vào thời điểm giao mùa giữa hạ và thu. 6. Điểm hung từ những hành vi bất thường của động vật. Ngày 7 tháng 8, một đoạn video do cư dân mạng ở thành phố An Quốc, tỉnh Hà Bắc đăng tải cho thấy rất nhiều ngỗng trời xếp thành nhiều hình chữ nhân trên bầu trời và bay về phương Nam. Bình thường ngỗng trời sẽ bay về phương Nam vào mùa thu, nhưng hiện giờ vẫn còn là tháng 6 âm lịch. Theo truyền thống, đây gọi là thời điểm trùng phục, được xem là thời tiết nóng nhất trong năm. Lúc này, xuất hiện hiện tượng ngỗng trời bay về phương Nam là rất bất thường. Trước đó, vào ngày 6 tháng 8, một số lượng lớn côn trùng đen xuất hiện trên mặt đất ở thành phố Cẩm Châu thuộc Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc. Một đoạn video cho thấy cảnh tượng những con côn trùng lượn vòng trên mặt đất một cách bất thường tại một thời điểm thuộc tỉnh Hà Bắc. Vài ngày trước đó, tại một địa điểm ở Hà Bắc xuất hiện cảnh tượng kỳ lạ. Hàng chục con vịt quay ngược chiều kim đồng hồ. Ở giữa vòng tròn là một đôi thủy cầm lớn hơn có hai màu trắng và đen, tạo thành một cảnh tượng kỳ lạ giống như một đồ hình thái cực. Gần đây, một số người dân cũng đã vô tình quay được một cảnh một đàn chim phát sáng đang bay lượn trên bầu trời làm bắc cực thuộc thành phố Mạc Hà, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Video cho thấy một đàn chim đang bay lượn trên bầu trời đêm tối. Mỗi con đều phát ra ánh sáng trắng rất dễ trông thấy trong đêm. Nhiều bình luận xung quanh chuyện này là do ánh sáng trên mặt đất chiếu lên và bụng của con chim phản quang. Một số khác phản bác, hôm nay tôi cũng nhìn thấy 4 con chim kiểu này, chắc chắn không phải là do ánh đèn chiếu lên. Thông thường loài chim sẽ không bay vào ban đêm, bay theo đàn như vậy lại càng kỳ lạ. Tại huyện Nội Khâu, thành phố Hinh Đài, Hà Bắc, một con đường đã mọc ra đá. Đoạn đường bất ngờ bị phồng lên nhiều chỗ với các kích thước khác nhau, giống như hiện tượng mặt đất bị rẽ ra khi hạt giống sắp nảy mầm. Một số nhân chứng đã thử đẩy phần đất bị nhô ra thì thấy bên trong là hòn đá trắng. Cục Giao thông Vận tải địa phương cũng xác nhận có chuyện này. Trong khi đó, tại một địa điểm ở miền Nam Trung Quốc lại xuất hiện một hiện tượng bất thường khác. Rơi xuất hiện giữa ban ngày và bò lên thân cây, trong khi rơi vốn là loài ngủ ngày kẻ đêm. 7. Các con đập trở thành vũ khí chiến lược kiểm soát Đông Nam Á. Sau trận mưa lớn do ảnh hưởng của siêu bão Dosugri, nhiều địa phương tại Bắc Kinh và Hà Bắc đã bị lũ lụt. Để đảm bảo chế độ an toàn, chính quyền Trung Quốc quyết định xả lũ về thành phố lân cận Bắc Kinh, Trác Châu, tỉnh Hà Bắc. Việc này khiến thành phố cổ ngàn năm tuổi Trác Châu trở thành một biển nước mênh mông. Hơn nữa, sau khi lũ rút có thể sẽ kéo theo các loại dịch bệnh truyền nhiễm, vấn đề vệ sinh môi trường
vấn đề lương thực nước uống. Các con đập ở Trung Quốc thường ngăn nước hoặc xả nước mà không thông báo trước, gây thiệt hại cho các quốc gia ở khu vực hạ lưu sông Mekong. Tuy trước đó các nhà lãnh đạo nước này có lời hứa sẽ thông báo trước cho 5 quốc gia phía hạ nguồn trong trường hợp ngăn hoặc xả nước từ các đập nước phía thượng nguồn, nhưng lời hứa này đã không được thực hiện. Dựa vào vị trí, Trung Quốc nắm chắc được nước của dòng chảy chính ở thượng nguồn là có một lợi thế chính trị to lớn, có thể ảnh hưởng đến một nửa các quốc gia thuộc khối ASEAN. Nhưng câu hỏi quan trọng hơn là tại sao hầu như năm nào ở Trung Quốc cũng có lũ lụt nghiêm trọng như vậy? Năm 2020 có lũ lớn ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử. Năm 2021 lũ lớn ở Trịnh Châu Hà Nam và năm nay là có lũ lớn ở Hà Bắc Hắc Long Giang. Rất nhiều người sẽ nói rằng đây là những thảm họa tự nhiên, nhưng nhiều người cho rằng một phần ảnh hưởng từ việc quản lý xã hội và ngoại giao với các nước bằng những biện pháp cực đoan của quốc gia này. Người dân Trung Quốc tuy im lặng nhưng có vẻ khá lo lắng khi gặp quá nhiều thiên tai dị tượng, lo rằng đây là điểm báo dữ dẫn đến nguy cơ hồi kết lịch sử của quốc gia này. Thế nhưng nhiều người tin tưởng rằng đây là điểm báo trời cao vẫn đang trao cơ hội cuối cùng cho họ, hy vọng rằng một tương lai tươi sáng và tốt đẹp sẽ trở lại với nhân dân Trung Quốc và mảnh đất Thần Châu. Nếu thấy video này có ý nghĩa với bạn, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn.